Xem tử vi năm 2024 cho tuổi Bính Ngọ, nam mạng với các thông tin sau. Tuổi Bính Ngọ là hành lộ chi mã, tức là ngựa chạy trên đường. Ngọ gặp năm Thìn là bình hòa. Về dương mạng, tuổi âm là 59 tuổi. Sinh từ ngày 31 tháng 1 năm 1966 đến ngày 8 tháng 2 năm 1967. Ngũ hành bản mệnh là thiên hạ thủy, gặp năm hỏa là sinh xuất. Về cung phi, cung đoài ngũ hành kim gặp cung phi chấn hành mộc là tuyệt mệnh, tức là xấu. Về thiên can là bính thuộc hỏa, giáp thuộc mộc là bình hòa. Về sao chiếu mệnh là sao thái dương. Về hạn là hạn thiên la. Thứ nhất là về ngũ hành. Người tuổi này có ngũ hành thuộc thủy gặp năm Giáp Thìn 2024 với ngũ hành thuộc hỏa, tạo thành quan hệ sinh xuất, tức là xấu. Trong năm 2024 Giáp Thìn, người tuổi này có thể đối diện với nhiều bất lợi và chủ về hao tổn, sức khỏe không tốt và khó khăn gặp phải trong các công việc. Tuy vậy, trong năm này, người bản mệnh thủy cũng có thể đạt được một số kết quả trong công việc như ý muốn và nhận được sự hỗ trợ từ những người quý trọng. Ngoài ra, trong tháng năm âm lịch, người tuổi này cần chú ý đến công việc để tránh các chuyện phiền muộn hoặc chi tiêu nhiều tiền bạc. Về thiên can bính thuộc hành hỏa của người tuổi này gặp thiên can giáp thuộc hành mộc của năm 2024, tạo thành quan hệ bình hòa. Do đó, khi xem tử vi năm 2024 cho người tuổi Bính Ngọ, nam mạng, vận mệnh về công việc dự báo sẽ khó đạt được như mong muốn và không có dấu hiệu thăng tiến đáng kể. Tuy nhiên, khi xét đến mối quan hệ ngũ hành mộc của thiên can năm với ngũ hành hỏa của thiên can tuổi, chúng ta thấy đây là một mối quan hệ tương sinh. Điều này cho thấy công việc của người tuổi Bính Ngọ trong năm 2024 sẽ có sự giúp sức từ những người quý trọng và cũng có nhiều cơ hội mở mang thuận lợi và may mắn. Về địa chi, người sinh năm này có địa chi là Ngọ và gặp địa chi Thìn của năm Giáp Thìn, tạo thành mối quan hệ chủ về bình hòa. Điều này báo hiệu rằng năm này người tuổi Ngọ sẽ không có những thay đổi mới trong công việc. Trong năm Giáp Thìn, nếu có những thay đổi trong công việc, chủ mệnh tuổi Ngọ cần tiêu pha nhiều và khó có thể thu hồi lại được vốn. Ngoài ra, mối quan hệ ngũ hành giữa địa chi tuổi Ngọ và địa chi năm Thìn là sinh xuất. Điều này đề cập đến việc người tuổi này có thể hao tốn nhiều về sức khỏe và tiền bạc trong năm Giáp Thìn. Về cung phi, người tuổi này có cung phi đoài với ngũ hành kim gặp năm 2024 có cung phi chấn ngũ hành mộc, tạo thành mối quan hệ tương ứng khí tuyệt mệnh. Theo đó, công việc của người cung đoài trong năm 2024 sẽ gặp nhiều khó khăn, phức tạp và dây dưa nhiều chuyện. Xét đến tử vi Bính Ngọ 2024 cho nam mạng, về sức khỏe, thấy sẽ bị ảnh hưởng và tình cảm của vợ chồng cũng thiếu sự đồng lòng. Đồng thời, cung phi của tuổi có ngũ hành xung khắc với ngũ hành cung phi của năm, làm cho cả tiền bạc lẫn công việc đều gặp khó khăn và không thuận lợi. Về tứ trụ, thiên vương địa xung là một yếu tố trong tử vi nam Bính Ngọ năm 2024. Dựa vào đó, phương diện công việc và kinh doanh của người sinh năm 1966 được dự báo là khá tốt trong năm này. Tuy vậy, nam mạng tuổi Bính Ngọ cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của mình. Dựa vào các sao trong lá số tử vi Giáp Thìn, kết quả của tử vi tuổi Ngọ 1966 trong năm 2024 cho thấy nam mạng thuộc cung Tý. Trong năm này, công việc của người này dự báo khá tốt nhưng cũng đòi hỏi sự nỗ lực và cố gắng trong làm ăn. Đặc biệt, sẽ có sự thay đổi và mưu cầu trong công việc. Tuy nhiên, sức khỏe của người tuổi này trong năm nay không tốt và dễ bị đau ốm, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến xương khớp. Do đó, cần lưu ý chăm sóc sức khỏe kỹ càng trong năm nay. Về sao chiếu mệnh, sao Thái Dương hỏa tinh. Thái Dương rực nắng mặt trời, tháng 6 vận tới, tuổi đời giàu sang, tháng 10 gia đạo rộn ràng, công danh chói lọi, ngập tràn ước mơ. Sao Thái Dương chiếu tử vi nam Bính Ngọ năm 2024 là phước tinh, cho nên phương diện công danh sự nghiệp của người này được dự báo là gặp dịp phát triển, cuộc sống an khang thịnh vượng, sau này cũng mang đến may mắn và thành công trong lĩnh vực kinh doanh và làm ăn, giúp sự nghiệp không ngừng thăng tiến và đạt được nhiều thành tựu. Những tháng tốt nhất trong năm cho người tuổi Bính Ngọ là tháng 6 và tháng 10 âm lịch, chính là thời điểm có nhiều cơ hội may mắn, đặc biệt trong công việc kinh doanh. Về sao hạn, hạn thiên la, tiểu hạn. Thiên la hạn ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá, tâm thì chẳng an. Thiên la hạn phải lao đao, dẫu khỏi tật bệnh, họa trao phải phòng. Giải nghĩa hạn cho tử vi 2024 tuổi Bính Ngọ nam mạng thấy rằng hạn thiên la thể hiện sức khỏe của chủ mệnh không được tốt. Trong năm này, chủ mệnh có xu hướng gặp phải ốm đau hoặc bệnh tật và có thể kéo dài trong một khoảng thời gian dài. Ngoài ra, tinh thần của họ cũng luôn ở tình trạng bất an, không ổn định. Về hạn tuổi, nam mạng tuổi Bính Ngọ trong năm 2024 không phạm kim lâu, tam tai và hoàng ốc. Diễn biến tử vi theo từng tháng trong năm. Tháng 1, trong tháng đầu năm mới, gia chủ sẽ gặp may mắn về tiền bạc, tuy nhiên cũng có những âu lo muộn phiền nhất định. Quý bạn đừng nên quá căng thẳng và tự tạo áp lực quá lớn cho mình.
Tháng 2, những mối quan hệ của bản mệnh phát triển khá tốt trong tháng này. Mọi công việc đều được giải quyết êm xuôi, ổn thỏa. Tháng 3, bản mệnh sẽ nhận được sự giúp đỡ to lớn từ bạn bè, người thân dành cho mình. Nên cân bằng giữa công việc và cuộc sống để có sức khỏe tốt hơn trong tháng này. Tháng 4, những khoản thu từ công việc đầu tư kinh doanh mà ngài mong đợi sẽ đến trong tháng này. Đừng quá ôm việc vì mọi người xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn. Tháng 5, công việc và mọi thứ trong cuộc sống của quý bạn đã dần đi vào ổn định với những mục tiêu và dự định cụ thể. Tháng 6, trong tháng này có thể bạn sẽ gặp một số vấn đề liên quan đến sức khỏe đường ruột, dạ dày. Tháng 7, đây là một tháng dồi dào về sức khỏe, tinh thần, cũng thoải mái và bớt căng thẳng do công việc và gia đình rất vui vẻ, thuận lợi. Tháng 8, các mối quan hệ được thăng tiến rất nhiều trong tháng này. Bạn sẽ có nhiều đối tác, bạn bè và cơ hội tiền bạc trong tương lai. Tháng 9, trong tháng này, gia chủ có sự tập trung nhất định cho công việc, nhưng cần chú ý quan tâm sức khỏe và sự cân bằng trong cuộc sống. Tháng 10, mệnh chủ cần quan tâm cho gia đình nhiều hơn và sắp xếp một vận trình công việc thật hợp lý để không bị căng thẳng và khó khăn trong công việc. Tháng 11, uy tín và những mối quan hệ hợp tác làm ăn của gia chủ được gia tăng rất nhiều trong tháng này. Về sức khỏe thì cần cẩn thận khi đi lại vì có thể bị xây sát hoặc tai nạn bất ngờ. Tháng 12, tháng này là tháng cuối năm nhưng dường như công việc của quý bạn lại có nhiều bước khởi đầu mới. Những điều này dự sẽ mang lại thành công lớn cho gia chủ trong năm tới nữa. Trong năm nay, quý bạn gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương hay còn gọi là Thái Dương Tinh Quân là vị thần trông coi mặt trời, tên thường gọi là Nhật. Sao Thái Dương thuộc chòm sao Nam Đầu Tinh, tính dương hỏa, là một quý tinh chủ sự quan lộc. Sao Thái Dương là chính tinh và là cát tinh trong chòm Trung Thiên Đầu, hóa khí là quyền quý, chủ chính của cung quan lộc. Sao Thái Dương miếu địa tại Tỵ và Ngọ, vượng địa tại Dần, Mão, Thìn, đắc địa tại Sửu và Mùi, hãm địa tại Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý. Sao Thái Dương là một phước tinh của nam giới. Khi được Thái Dương chiếu mệnh thì gia chủ sẽ gặp được nhiều may mắn trong làm ăn, buôn bán, thăng quan, tiến chức, vạn sự đều may, tạo dựng được tiếng tăm đặc biệt vào tháng 6 và tháng 10 sẽ là hai tháng đại kiết. Sao Thái Dương là phúc tinh tốt nhất trong cửu diệu của niên hạn, chủ về an khang thịnh vượng. Người xưa ví rằng vượng khí của Thái Dương tinh quân đến cây khô cũng được đâm chồi nảy lộc. Cách thức cúng dâng sao Thái Dương. Mỗi tháng vào ngày 27 âm lịch, đóng kín các cửa sổ trong nhà, dùng 12 cây đèn cầy, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng đông khấn vái. Nhật cung Thái Dương thiên tử tinh quân. Trên bàn đặt một tờ giấy màu đỏ ghi tên tinh tú tọa bản mệnh. Nhật cung Thái Dương thiên tử tinh quân vị tiền. Dùng một cây rìu chặn phía trên. Lấy vải đỏ che kín bùa và rìu rồi đặt đằng sau 3 nén hương đã dâng. Sau đó mặt hướng về phía chính đông, tĩnh tọa trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 13 giờ. Qua 13 giờ đem bùa vào nhà bếp đốt là được. Năm nay, quý bạn gặp hạn thiên la. Vào những năm gia chủ gặp hạn thiên la, thì trong năm đó gia đạo xảy ra nhiều chuyện, hao tài tốn của. Trong gia đình đề phòng cảnh phu thê ly cách, vợ chồng cần nhường nhịn, chớ ghen tuông gắt gỏng mà khiến chuyện bé xé ra to. Có một điều đặc biệt, đó là khi gặp hạn thiên la trong môn tử vi đầu số, nhiều người gặp rắc rối với luật pháp, nhẹ hơn là vi phạm quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị, hoặc bị mang tiếng xấu, nhiều điều tiếng không hay lan truyền. Cách hóa giải hạn thiên la. Thứ nhất, trong quan hệ vợ chồng, cả hai cần nhường nhịn khi xảy ra mâu thuẫn. Mọi việc nên trao đổi thẳng thắn với nhau, không nên đi trễ về khuya, tạo nên căn cứ nghi ngờ, ghen bóng ghen gió. Hai vợ chồng nên tổ chức đi xem phim, du lịch hay nấu nướng để vun đắp thêm tình cảm. Thứ hai, cần có chế độ sinh hoạt khoa học, làm việc, nghỉ ngơi điều độ. Thường xuyên bồi dưỡng sức khỏe, tập luyện thể thao đều đặn, tạo thành một thói quen tốt. Việc này sẽ giúp gia chủ xử lý các vấn đề tâm lý bất an, buồn chồn, nóng nảy, gặp ác mộng. Đây cũng là một cách giải hạn thiên la rất tốt. Việc áp dụng phương pháp hóa giải hạn thiên la cần phải linh hoạt, mang tính chất tham khảo, đề phòng là chính. Bởi trong một năm, đối với một thế hệ lứa tuổi có rất nhiều trường hợp khác nhau. Có người thăng tiến, phát tài, sinh con, cưới vợ, mua nhà,
bị cách chức, đuổi việc, kiện cáo, mất trộm. Người xưa ghi chép, lưu truyền lại, nhất định có lý do. Kết luận, trong năm 2024, nam giới tuổi Bính Ngọ sẽ chứng kiến những thay đổi đáng kể trong cuộc sống của mình. Dù có những biến đổi, nhưng nam mạng tuổi Ngọ vẫn sẽ được hỗ trợ và giúp đỡ từ những người xung quanh, đặc biệt là gia đình và bạn bè. Tâm hồn lạc quan, sự kiên trì và nỗ lực sẽ là những điểm mạnh giúp nam Bính Ngọ vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công trong cuộc sống.